Lại tiếp tục. Đợt này kê khác đi rồi. Những cây tùng này mới được kê. Đúng lại tùng Giáng Long bên trong. Đúng là những cây rất long tùng. Cây tùng Giáng Long rất đẹp. Mọi đợt thì rất nhiều cây xanh ở đây. Nhưng bây giờ là hai dãy tùng. À, một dãy tùng ở bên ngoài. Và rất nhiều cây khác. Hoa đẹp. Rất đan ra. Anh em đã chạy tít vào trong kia. Còn tôi bây giờ mới đi đến đây. Không được chụp đoàn. Coi như thế này đã là quá nhanh rồi. Mà lại còn đuổi đoàn nữa thì cũng là anh em không xem được gì. Trong khi đó những tác phẩm quá tuyệt vời. Đại lý của tôi dừng chân. Quá đẹp. Ngang thân cây. Có những u biếu như phủ rừng. Làm thế nào được? Có lẽ chúng ta sẽ nhìn bóng của nó. À, chiếc sân này hình như đã được lát lại. Trước đây nó không phải đá như bây giờ, quá già luôn. Đây như thế nào? Ở trong vườn thung mơ. Tuyệt tác. Cây khó. Quá già. Còn tổng thể. Đây là do tàn lưu của cơn bão số 3. Khi tôi ở Hoàng Hóa quay về, tôi đang ở lại Hoàng Hóa tiếp một ngày nữa, tức là sau khai mạc. Hôm nay chính là ngày 21 tháng 7, khai mạc đi. Thực ra khai mạc nó bị lùi lại một ngày. Dự định khai mạc vào ngày 19, thì đến 20 mới khai mạc được. Và tôi đã ở lại đây. Và đi thăm một số vườn cây. Những cây này sẽ được các bạn đang ở điện Hoàng Hóa. Quay xong, phát xong những đoạn phim của Hoàng Hóa thì các bạn sẽ được xem lại những vườn này. Quả là đặc biệt. Ok. Phát tăng. Quá đẹp kìa, kinh khủng, không thấy ở đâu. Cũng là tán tầng, nhưng tán tầng này chỉ có ở Hoàng Long, không thấy ở đâu. Quý như thế này, với bộ bè tuyệt vời và thân hình ưu biếu. Đâu ra. À, tôi cũng đã đi nhiều nhà vườn lớn, nhưng chỉ có ở đây mới có những cây già nua và đẹp như thế này. Các bạn phải nhìn bên trong của nó, cũng là kinh khủng. Với một cây tán tầng, có lẽ là bộ đôi tán tầng ở đây tôi thường gặp. Còn ở đâu có nữa thì tôi không biết. Các bạn thân mến, tôi thì chưa đi hết vườn 2, nhưng anh em ấy đã ra đến đã hết cả vườn 3.
và đã đi ra trong lúc trời mưa như thế này, đúng là cũng thông cảm cho anh nhé. Một đoàn rất tươi cười đi trong mưa. Đây là đoàn Bắc Ninh đã xuống tại vườn anh Thông Mơ. À, trưởng đoàn là ông Tể. Anh em rồi, chụp một bức ảnh đi. Ừ, đi ra đâu cũng được. Ừ, đi ra chụp đi, ra đây, mình ra ngay bây giờ đây. Không đuổi kịp anh em rồi, nhưng mà vẫn phải kịp để chụp ảnh. Chụp trong ngô cho nó đẹp nhá. Ừ, quay ra hả? Ừ, anh em đã bảo tôi quay ra. Không biết các bạn có muốn nhìn nữa không? Tiếc quá. Không làm. Còn thấy có chương trình. À, xin chào anh. Yeah. Vâng. Đường đam mê trong đang đam mê. Đang đam mê trong trời mưa. Anh em đã ra hết để chụp một bức ảnh lưu niệm. À, nhưng còn tôi thì tôi lại chưa chịu ra. Vâng. Có lẽ là chỉ còn tôi thôi. Quay thoải mái nhưng mà không có thời gian ạ. Cho xem nữa, ui dồi, cây như thế này. Chụp ảnh. Quá là khủng. Ui dồi. Ui dồi, cái tay. Cái hình của nó. Kinh khủng. Chỉ biết nói một câu như thế. Và cây bên này cũng vậy. Một dáng rất là yêu điệu. Sao có thể nhìn được những cây như thế này? Già, mua. Ừ, có tuổi. Ừ, u yếu. Và những cây nhỏ như thế này, nếu ở vườn khác thì đã là một chót trong video. Nhưng thôi vậy, không còn cách nào khác. Vì anh em đã ra ngoài chụp ảnh mà thiếu tôi thì thật là bất lịch sự. Thôi, đành đi ra. Anh em sẽ đi theo thôi. Vâng. Còn một vườn cây nhỏ bên trong mà tôi cũng chưa kịp quay. Đi theo bước chân, máy quay sẽ bị rung còn hơn. Xem anh em đi đến đâu rồi. Đấy, ô gió như thế này. Có lẽ anh em đã ra chụp ảnh. đây rồi. Có đây. Những thước phim. Anh em đang chuẩn bị tìm chỗ đứng chụp ảnh. Nào, chụp ảnh được chưa? Nào. Kia bác ơi, chụp bộ kiểu bác ơi. Chụp kỷ niệm đoàn Bắc Ninh và Thanh Hóa.